Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số tips nho nhỏ về dinh dưỡng mùa thi để các bạn có thể chuẩn bị được một sức khỏe và một tâm lý thật là tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé. Bởi vì mùa thi là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng và áp lực, vì vậy các bạn thường quên ăn, quên ngủ, việc điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của chính mình. Vì vậy các bạn cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng để có một sức khỏe tốt và nhằm đảm bảo được điểm số cao trong mùa thi sắp tới nha. Điều quan trọng nhất là các bạn nên giữ cho bản thân mình có một sức khỏe thật là tốt, đừng để cho bản thân mình bị mắc những bệnh vặt như là bệnh cúm, bệnh cảm, bệnh sốt vân vân. Và đặc biệt nữa là các bạn hãy thư giãn trước và gần ngày thi nhé. Các bạn cần cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể và có chế độ ăn phù hợp và bổ sung một số chất cần thiết giống như là omega 3, omega 6, canxi, khoáng chất và một số chất cần thiết khác. Ngoài ra các bạn đừng quên tập thể dục thể thao một cách đều đặn nhé. Tại vì điều này sẽ giúp cho não bộ được thư giãn và không bị căng thẳng trong những ngày các bạn vừa học, và ngoài ra sẽ giúp cho trí óc minh mẫn, dễ nhớ và lâu quên bài hơn. Và cách tốt nhất cho mùa thi đó chính là các bạn nên thư giãn trước khi đi ngủ. Tại vì khi mà não bộ chúng ta được nghỉ ngơi thì nó mới có thể hoạt động tốt nhất vào ngày mai. Và điều đặc biệt hơn nữa là các bạn không nên lạm dụng chất kích thích nhé, giống như là trà và caffeine, tại vì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra các bạn nên tránh việc học liên tục mà không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình nhé, tại vì đây chính là một thời điểm mà các bạn có thể lấy lại tinh thần một cách tốt nhất. Clip đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng những điều vừa chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.